Louis Vuitton, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp, vừa bước vào cuộc chơi tai nghe không dây với cặp tai nghe siêu sang mang tên Horizon với giá 1.000 đô la Mỹ. Âm thanh của tai nghe LV Horizon sắc sảo, bass mạnh, ba giải tần trầm, trung, cao đều tuyệt vời. Và nhìn chung, chất lượng âm thanh của Horizon tốt hơn một chút so với AirPods của Apple. Tuy nhiên, âm thanh trong cuộc gọi của Horizon lại không tuyệt như mong đợi. Chất lượng âm thanh của LV Horizon tệ hơn nhiều so với khi bạn gọi điện thông thường trên iPhone. Nó gần như khi bạn đang đứng ở một khu vực ồn ào vậy. Thiết kế. Toàn bộ sản phẩm trông rất đẹp, nhưng cặp tai nghe khá dễ dính bẩn, còn hộp sạc thì dễ bị chảy xước. Hộp sạc và bản thân tai nghe LV Horizon không có nam châm, do đó nếu không cẩn thận, bạn có thể làm rơi món phụ kiện đắt tiền này như chơi. Bù lại, khoảng cách kết nối của tai nghe lên đến 18m và nó còn có chuẩn chống bắn nước IPX4, có nghĩa là nếu lỡ tay vung vẩy một ít nước lên tai nghe, nó vẫn sẽ hoạt động tốt. Mức độ thoải mái khi sử dụng. Chỉ cần mang tai nghe khoảng 1 tiếng, tai bạn sẽ bắt đầu có triệu chứng nhức mỏi và bản thân chiếc tai nghe này cũng sẽ khá ấm khi hoạt động trong thời gian dài. Một điều LV Horizon có, còn AirPods không có, là khả năng thay đổi đầu mút của tai nghe sang cỡ nhỏ hơn để vừa với tai người dùng. Thời lượng pin. Thời lượng pin của LV Horizon không thuộc hàng đỉnh, chỉ khoảng 3,5 giờ nghe nhạc liên tục, trong khi AirPods trụ được đến 5 giờ. Tai nghe này cũng được sạc qua hộp và sẽ mất khoảng 40 phút để sạc đầy pin. Những đánh giá, tư vấn về các sản phẩm cũng như phụ kiện smartphone mới nhất hiện nay sẽ tiếp tục được cập nhật trong các video tiếp theo. Mời các bạn đón xem!